lần đầu tiên thì cho phép Đông Trường xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị cùng toàn thể quý vị và các bạn đang xem kênh của Đông Trường. Và chương trình ngày hôm nay sẽ là talk show chuyện đời chuyện nghề. Kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa các cô, các chú, các anh, các chị, chuyện đời chuyện nghề vốn dĩ thì nó là một cái gì đó nó rất là dài. Thì hôm nay xin phép mạo muội lên đây kể cho quý vị nghe một vài những cái câu chuyện mà trong nghề mình đã trải qua. Có thể trong nghề mình đã trải qua và mình đúc kết một cái kinh nghiệm gì đó, thì hôm nay cũng xin chia sẻ với các cô, các chú, anh, các chị cùng quý vị, các bạn. Chương trình Chuyện đời chuyện nghề được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Tóc Tóc, ca nhạc sĩ Đông Trường và kênh Phở Bò và fanpage Đông Trường Singer. Nó đây cho TikTok nó đỡ quét. Kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa các cô, các chú, các anh, các chị, cái câu chuyện đầu tiên mà Đông Trường muốn kể đấy chính là một cái biến cố cuộc đời. Tại sao lại gọi là biến cố cuộc đời? Vì người ta nói thất bại là mẹ của thành công. Đúng là như vậy, thất bại là mẹ của thành công. Và mình phải trải qua một hay nhiều những cái sự thất bại nào đó thì mình mới có thể thành công được. Không sai một chút nào luôn, thưa quý vị, không sai một chút nào luôn. Bản thân Đông Trường đã từng trải qua rồi, đã từng trải qua rồi. Bắt đầu từ năm 2013, 2012 hay là cuối 2012, đầu 2013 thì mình mới bắt đầu đi hát chỗ nọ chỗ kia đó. Thì cứ đằng đẵng suốt 5 năm đó, cho đến khi bước chân vào nghề chính thức là năm 2019. Ngày 1 tháng 8 năm 2019 là mình mới bước chân vào nghề chính thức. Và tại cái thời điểm đó nó rất là nhiều khó khăn. Mình phải đi bán hàng online ấy, các bạn. Bán hàng online ấy, ở trên mạng ấy. Đó. Thì bán như thế. Đầu tiên là bán cái gì nhỉ? Bán nước hoa, dầu gội đầu, sữa tắm. Không bán được hàng. Chuyển sang bán sữa bột dinh dưỡng cũng không bán được hàng luôn. Rồi mới chuyển sang bán những cái thứ như kiểu là vòng bột phong thủy đồ đó. Nhưng mà rút cuộc là cuối cùng bán cái gì cũng không được. Thế thì mới chuyển sang là bán đồ ăn vặt. Trước đấy thì cũng có bán trước đấy thì cũng có bán một số thứ khác như là vòng vàng, kim cương, đồ lắc tay, đồ các thứ đó. Nhưng mà như là mình vừa mới nói đó, là không cái gì bán được hàng cả. Không cái gì bán được hàng cả. Thế thành ra là mình mới chuyển nghề. Mình chuyển sang là mình đi bán đồ ăn vặt cho một cái thương hiệu. Cái thương hiệu gì mình quên tên mất rồi. Nhưng mà đại khái là cái thương hiệu đấy bây giờ họ đóng cửa rồi hay sao ấy. Cũng không nhớ rõ chính xác nữa, bởi vì cũng 3-4 năm rồi ấy. Đó. Thì bán được 2 đơn. Mỗi đơn được 60.000. Mỗi đơn được 60.000 mà mọi người tưởng tượng là 60.000 thời xưa với 60.000 thời nay á. Nó khác nhau một trời vực luôn. Ví dụ như 60.000 thời xưa. 60.000 thời xưa mọi người có thể mua một căn nhà to chà bá luôn. Đó. Mua một căn nhà, sắm một cái ô tô như một đại gia thứ thiệt luôn. Nhưng mà đấy là ngày xưa đấy nhá. Còn bây giờ thì 60.000 chỉ đủ, có khi còn chưa đủ tiền ăn sáng luôn ấy. Thế, chưa đủ tiền ăn sáng luôn. Đó.
thì mình mới quyết định là mình thôi, bỏ. Mình bỏ, mình đi làm nhạc. Mọi người cũng khuyên là thôi, nếu mà bán hàng mà kiểu không bán được hàng ấy thì xác định là bỏ. Vậy thứ nhất là mình không đầu tư vốn nhiều. Đáng chính xác là không bỏ một đồng vốn nào ra luôn. Không bỏ một đồng vốn nào ra cả. Mà chỉ có lấy bài từ các cái nhà xưởng ấy, xong rồi về đăng lại. Quý vị nào mà có các anh các chị hoặc là các cô các chú các bác nào ấy mà theo dõi chương trình từ những ngày xưa, từ cái thời mà cái thời trong dịch ấy, thì mọi người biết đó, từ thời trong dịch thì mọi người biết là Đông Trường đăng bài bán hàng rất nhiều luôn, quảng cáo rất là nhiều luôn, nhưng tuy nhiên thì không bán được hàng đó. Thì sau đấy thì mình có nhận đi gọi là cái máy tính thuê á, tức là có được cái đơn, cái người nào mà người ta hỏng hóc máy tính, người ta nhờ mình thì mình đi cài đó, mình đi cũng gần gần thôi đấy, thì mọi chuyện nó chưa có gì xảy ra cả. Lúc đấy thì làm nhạc nó chưa được ổn định, nói chung là chưa có tên tuổi, lúc đấy chưa có tên tuổi. Năm 2021 vẫn là thời trong dịch, chưa có tên tuổi. Lúc mà mọi người khuyên mình là bỏ đi, đi về làm nhạc ấy, thì mình cũng không nghe, bởi vì là cái lúc đấy thì tuổi trẻ mong bột, mẹ chưa chạy hết rượu đời, thì cũng không nghe ai nói cả, cứ chăm chăm vào làm những cái gì mà mình thích, làm gì cũng được miễn là mình thích đấy, làm gì cũng được miễn là mình thích. Nhưng mà rồi cho đến một ngày thì có một cái ông kia, ông ở cùng quê với mình luôn đó, nhà ông ấy, mình xin phép là không được, không nói tên ông ra nhé, mình xin phép là không nói tên ông ra, không nói địa chỉ nhà luôn, chỉ cần biết là ông ấy quê ở Vĩnh Phúc, cùng quê với mình luôn. Còn mọi người mà muốn biết ấy, thì mọi người có thể vào trong FB của mình để mà xem cái bài viết bóc phốt ấy đó. Thì ông ấy nhờ mình là bây giờ mày ra mày cài máy tính cho chú này kia, rồi mày hỗ trợ chú bán hàng các thứ đấy. Thì mình thấy kiểu xui xui á, thì mình nghe theo. Mình nghe theo sau đấy thì ông nhờ được một khoảng thời gian đấy. Ông hành mình mọi người, ông hành mình. Ai đời buổi trưa miền Bắc ấy, lúc đấy là buổi mùa hè, trời mẹ nắng, mẹ trời nắng 30-40 độ, thế mà ông hành mình đi bộ sang tận nhà ông ấy, vác đồ mệt hết cả người, ướt hết cả áo luôn, cái áo trắng ướt hết cả áo đó. Ông hành mình cài cho ông, không những không được mà còn nó còn hỏng đồ thêm của mình chứ. Địa điểm là có một lần đó, thì ông mới nhờ mình sang cài cho ông cái máy tính, thì mình mới chạy sang. Lúc đấy là cái thời điểm đấy là cũng gọi là mát mẻ rồi đó, thì mình mới chạy sang mình cài. Thì mình cắm, mọi người cứ tưởng tượng là cái USB 32GB. Mình mua lúc đấy là mình nhớ mình mua 500 mấy ạ. Mình mua 500 mấy ạ. À xin lỗi, mình mua 5 lít mấy ạ. Xin lỗi là TikTok nó không cho nói số. Mình mua 5 lít mấy ạ. Thì mình mới cắm vô, mình cài cái máy tính nó kêu con một cái. Thì mình nghĩ thôi quả này chắc là cài xong đấy, cài nhanh thôi. Thì mình mới ngồi mình cóp dữ liệu ra. Khi mình đang cóp dữ liệu ra thì con quét. Thề đến lúc đấy không biết là cái gì luôn. Kiểm tra lại thấy nó báo tiếng Anh, nhưng mà đại loại là nó báo là USB của bạn đã nhiễm virus. Đấy, nó báo USB của bạn đã nhiễm virus do máy tính này quá nhiều virus.
đại loại như thế. Thế thì mình mới rút luôn ra. Mình rút luôn ra xong mình cắm lại. Thì mình kiểm tra. Mọi người tưởng tượng là trong USB mình có rất là nhiều dữ liệu. Cắm vào một phát. Nó báo xong. Mình mới escape là như thế này thôi. Đó, mình bị bấm escape là như thế này. Thì nó đứng đưa màn hình một lúc khoảng tầm 5 phút. 5 phút sau thì mình không hiểu chuyện gì cả, mình mới mở dữ liệu USB ra thì mình xem. Thì dữ liệu trong USB mất sạch luôn. Đó. Cái dữ liệu trong USB mất sạch. Không còn một cái gì nữa. Thì mình mới rút luôn ra. À chưa. Mình mới đi format USB. Xong mình rút ra. Rồi sau cái hôm đấy là coi như là không cài được rồi. Đó. Còn những lần trước cài cho ông ấy là ông vẫn hứa là ông trả tiền. Nhưng mà tiền chả đi đâu, toàn thấy mang ưu phiền mọi người thôi các bác ạ. Toàn thấy mang ưu phiền mọi người thôi. Lúc hỏng này, lúc hỏng kia lại phải sửa. Đó. Thì ông hứa là mỗi lần ông giả cho ông bảo là mày cứ cài đi, xong rồi mỗi lần cài xong chú giả 1, 200, 500 gì đấy. Mà có 1, 200 hay là 500 nghìn nó thôi. Ông chày mửa ông nhất định không giả. Ông chày mửa ông nhất định không giả. 100 nghìn, 200 nghìn hay là xin lỗi 100k, 200k hay là 500k đó. Thì cái thời đấy á, đối với mình thì nó cũng là tiền. Có thể đối với ông ấy nó không là tiền, nhưng mà đối với mình nó là một cái số tiền mà mình đã kiếm ra bằng môi công sức mình. Nhưng mà ông không giả. Thế là thôi xác định thôi, không làm việc với nhau nữa. Đường ai nấy đi. Đường ông đi, ông đi. Mà đường tôi đi. Đấy. Thế thì sau đấy thì mình có nhận một cái show đám cưới đó. Mình không nhớ lúc đấy là mình đi đâu. Cũng ở trong tỉnh thôi. Cũng ở trong tỉnh, trong ngoài quê mình thôi. Đó. Thì ông ấy mê. À không, xin lỗi. Là khi mà USB nó hỏng thì cũng đúng lúc đấy thì bên trung tâm sự kiện họ mời là đi show. Đó. Thì mình cũng nhận lời. Hơn nữa là cái nhà này cũng là nhà người quen của mình. Đó. Họ mời đi thì mình vô, mình cắm nhạc vào. Nó chạy bình thường. Xong rồi chỉ có vài hôm sau thôi là virus nó gặm hết. Nó gặm hết nhà của mình. Ừ. Cắm vào nó không phát nó luôn. Mấy hôm trước cắm vào nó còn kêu đúng không? Còn hát bình thường. Đến hôm sau. Hôm sau ra để mà cắm vào để hát ấy, là coi như là không hát được luôn. Cắm vào nó cứ con con xong nó nhả ra. Nó con con xong nó nhả. Nó không ở nhà ổ mà nó nhả. Nó kiểu nó bán nó không nhận đấy. Đó. Thế thì sau đấy là mình mới phải mượn tạm nhạc ở trên mạng để hát. Nó đúng đấy, nó quê thực sự quê luôn. Đúng đấy, chỉ muốn kiểu nhanh ngày còn đi về. Nhưng mà gia chủ người ta giữ lại. Thế là thôi cố ngồi lại một chút rồi đi về. Đó. Thế thì lúc đấy về kiểm tra thì mới biết là thôi xác định là USB nó hỏng rồi. Đấy thì cũng bỏ luôn. Coi như mất luôn cái USB đó. Đấy, cái thời điểm đấy là mình mua hai cái. Cái thời điểm mua cái USB đó là mình mua hai cái. Thì cũng may là mình giữ lại một cái. Mình dùng. Đó thì đến bây giờ nó vẫn còn dùng được. Nó không hỏng. Đến bây giờ nó vẫn còn dùng được. Đó. Thì xong cái câu chuyện mà đi làm thuê. Thì lúc bây giờ mình mới bảo là thôi. Có lẽ là mọi người nói đúng. Cái ông đó ông đã từng mang rất là nhiều tai tiếng. Có lẽ là thôi, đoạn tuyệt với nhau từ đây. Tôi có việc của tôi mà ông có việc của ông. Mặc dù là ông hơn mình những vài chục tuổi cơ. Ông hơn mình vài chục tuổi cơ. Nhưng mà ông hành xử rất là lỗ mãng luôn ấy.
Thực sự lúc đấy mình uất thật sự luôn. Nhờ người ta hành người ta thế này thế kia. Đấy cuối buổi chả giả đồng nào, hỏng đồ cũng không thèm bồi thường luôn. Hỏng đồ cũng không thèm bồi thường luôn. Thế nó mới cày như này. Thì sau đấy mình về mình làm nhạc. Làm nhạc được một khoảng thời gian. Đấy. Thì mình với thằng bạn mình hồi đấy là cũng về làm nhạc một khoảng thời gian. Thì ông mới bắt đầu ông mới thấy là không, khi mà không có mình ấy, khi không có mình giúp đỡ thì cái con đường làm ăn của ông ấy nó xuống dốc trầm trọng luôn. Vì không có ai hỗ trợ ông làm việc cả. Bình thường mình chạy qua chạy lại, mình cài cái, mình thiết lập này cho ông, thiết lập kia cho ông, nhưng mà bây giờ không có ai làm cho ông nữa thì thôi, sự nghiệp của ông xuống dốc liên tục luôn. Thế là ông rảnh việc thì ông mới đi, kiểu người ta gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mọi người. Rảnh rỗi sinh nông nổi á, là ông mới đi nói xấu hết tùm lum này kia. Cái thằng đấy nó bất tài vô dụng, cái thằng đấy nó thế này thế kia. Ở trên mạng, trên tất cả các trang mạng xã hội luôn. Thậm chí nha, là ông còn đi gọi điện cho người này người kia để nói xấu mình nữa mọi người. Thực sự lúc đấy nó cay thực sự luôn. Nó cay mà quay hơn, cay hơn ớt luôn ấy. Nó thật đấy. Nó cay hơn ớt luôn. Nhưng mà mọi chuyện nó chưa đến mức mà phải làm căng lên. Cho đến khi ông gọi điện cho ông bạn mình, ông nói xấu mình này kia. Ông gọi cho bao nhiêu người, ông nói này nói kia, thì người ta ghi âm lại hết, người ta gửi cho mình. Thì chiều hôm đấy mình đang làm việc ấy, thì mình nhận được như thế xong, thì mình cũng nghe sơ sơ qua đó, thì mình thấy mình hơi bực. Đó, mình hơi bực thì mình nổi cáu với tất cả mọi người xung quanh luôn. Ai hỏi gì cũng cáu, ai hỏi gì cũng làm nhặng lên. Lúc đấy chửi lên luôn ấy. Thế lúc đấy cảm xúc nó hỗn độn với nhau, không, chưa tìm ra cách giải quyết, thế là chửi lên. Cũng may là chưa đến cái mức đập phá đồ đạc. Đó. Thì tối hôm đó thì ông ấy, mình mới điện cho ông để làm ra nhẹ cái vụ này. Đó. Thì ông ấy có nói một cái câu này. Mình nói y chang lại bằng cái giọng điệu đó luôn. Mình nói y chang lại bằng cái giọng điệu đó luôn. Mọi người nghe, các bạn nghe, các cô chú, các anh chị, các bác nghe. Câu này có được hay không này? Ông đập bàn này này. Đó. Ông đập bàn. Tao nói cho mày biết, tao là cái gì đó, tao là người lớn. Tao là hồi đấy là mình còn kiểu cũng hay sinh hoạt ở trong hội người mù á mọi người. Ông đấy ngày xưa ông làm kiểu một cái chức tước gì đó trong hội, mình không tiện nói. Ông nói này, tao là hội viên mày là hội viên của hội, tức là mình này này. Tức là mình làm ở trong này, nhưng mà thi thoảng có những cái chương trình sinh hoạt gì đó mà cần đến mình thì mình vẫn đi ra hỗ trợ ấy. Thì mày sinh hoạt ở hội, tao là cán bộ, tao phải có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mày. Tao thay mặt gia đình mày, bố mẹ mày, dạy mày nên người. Đó. Ông nói như vậy. Thì chẳng qua là lúc đó mình đang ngồi chỗ đông người thì mình không muốn cãi nhau to, bởi vì người ta cũng nhiều người chứng kiến xung quanh nữa, thì cũng không muốn làm to chuyện. Đấy, cũng không muốn làm to chuyện. Thế là mình bảo chú không đủ trình nói câu đấy. Ông không đủ trình nói câu đấy với tôi. Đến bây giờ xưng ông tôi luôn. Méo nẻ nang gì nữa luôn.
thề. Mấy ông nể nang gì nữa? Ông không đủ trình thì ông nói với tôi thế. Gia đình tôi, bố mẹ tôi dạy tôi như thế nào đấy là việc của nhà tôi. Ông có tư cách gì mà ông nói thế? Thì ông mới đe dọa mình ngày kia. Xong ông lại tiếp tục gọi cho bạn mình để ông đe dọa tiếp. Thì chúng nó cũng khôn, chúng nó ghi âm lại, chúng nó lại gửi cho mình tiếp. Thì chúng nó kể là ui mẹ, lúc đấy ông hoảng lắm rồi luôn đấy. Ông hoảng vì ông bị mình bắt thóp, nhưng mà ông vẫn cứ tỏ ra là mình đúng á. Thế là mình mới bảo thôi chúng mày ạ, ông đã như thế rồi thì thôi, từ giờ đừng ai đấy đi, không có phiền, không có giao thiệp, không có bạn bè gì với ông cả. À không phải bạn bè mà không có quan hệ con nước thì với ông cả. Thôi, từ nay chấm dứt mối quan hệ từ đây. Đấy. Thì sau này thì ông ấy vẫn tiếp tục làm như thế. Cái việc ông ấy làm ấy nó khiến cho mình, cái công việc của mình nó bị gián đoạn luôn mọi người. Nó bị gián đoạn luôn. Và lúc bây giờ mình đã bị dính phốt do ông tạo ra rồi. Thế là công việc làm ăn nó bị xuống dốc không phanh luôn. Có chung mọi người đang tưởng tượng là mình đang đứng trên một cái bục cao như vậy. Cái bục cao như vậy. Hoặc là một cái chân dốc. Nó thẳng đứng mà nhưng mà nó cao. Nó cao khoảng 100 mét. Đấy, nó cao khoảng 100 mét. Thì tự nhiên có thằng nó ra, nó đẩy các bạn ấy rơi mẹ xuống hố luôn. Nó nhè cái bậc nó đẩy ấy, rơi xuống hố luôn. Đấy, bay vèo một cái xuống hố 100 mấy mét luôn. Cảm giác nó mất đi một cái gì đó. Nó mất đi một cái gì đó. Mà lúc thực sự là mình bị tâm lý luôn đấy. Mình bị stress. Thì khi mà mình nói cái chuyện này với gia đình ở nhà ấy, ở quê ấy, thì không có ai đồng cảm cả. Không có ai đồng cảm cả. Đó. Thì mình thôi, mình không nói nữa. Đó. Mình mới ở không 2 tháng. Trong 2 tháng đấy thì mình cũng đi tìm tòi, cũng như đi nghiên cứu này kia. Chứ không phải ở không là nói kiểu ăn không ngồi rồi đâu. Không phải. Mình cũng đi tìm tòi, mình đi nghiên cứu này kia. Rồi có những lúc mà kiểu cũng phải đi thu nhạc cho mình nữa ấy. Đấy. Thế thì cứ vào ông mình như thế một thời gian. Thì cũng may là có một vài người họ cũng biết được cái hoàn cảnh như vậy của mình, thì họ rộng lượng, họ rộng lòng, họ giang tay giúp đỡ để họ kéo mình lên vài bậc đầu tiên thôi. Đấy, còn sau đó thì mình tự đi. Đấy. Thì khi mà mình tung ra cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên, sản phẩm âm nhạc chất lượng đầu tiên kết hợp với một nghệ sĩ cải lương ở nhà hát Trần Hữu Trang, thì lúc bấy giờ bọn bạn mà nó khinh thường mình ngày trước ấy, nó lại quay lại nó xin lỗi mình này kia. Ừ, mình bảo mẹ đời nó bạc bẽo thế đấy. Lúc mình có tất cả thì nó đến với mình, lúc mình mất tất cả, mình bị thế này thế kia, nó không đứa nào ở bên cạnh mình cả. Nhưng mà thôi, lúc đấy thì 9 bỏ làm 10, kệ nó. Nó cảm giác nó chơi được với mình thì nó chơi, còn không nó nghỉ mẹ đi. Ừ. Nghỉ mẹ đi. Đấy, thì bọn mình vẫn chơi với nhau từ đấy đến giờ luôn. Đấy, sau cái biến cố đấy thì bọn mình vẫn chơi với nhau từ đấy đến giờ, từ lúc đấy đến giờ luôn. Nhưng mà đến thời điểm này ấy, thì mỗi người một công việc, nên là cũng không có nhiều thời gian để mà nói chuyện với nhau như ngày trước nữa. Đấy. Thì mình mới rút ra một cái bài học là đừng bao giờ mà tin người quá. Tôi nói các ông, nhất là các ông mới bước vào đời ấy,
công 208, 207, 206. Đấy. Kể cả là công, nó tóm lại là thế hệ Gen Z ấy. Công đừng bao giờ mà tin vào những cái lời đường mật mà người ta đưa ra cho mình. Ví dụ như tôi cũng đã một thời như công. Đấy, tôi cũng đã một thời như công. Công nghe bây giờ mày về mày làm cho ông. Mày về mày làm cho chú cho gửi mày tiền này kia. Lúc mày đâu rồi? Thằng nào mà chả ham. Vậy thằng nào chả ham. Không có thằng nào mà không thích tiền cả. Chỉ đứa nào ngu không biết tiền. Ừ. Không, xin lỗi. Không phải là ngu mà là chỉ có những đứa nào kiểu nó đó nó không bình thường á. Nó thấy tiền thì nó vứt đi rồi. Chứ còn bây giờ một người bình thường này tự nhiên dư cả cục tiền 500. Dư cả cái cọc tiền 500 khoảng chục tờ đi. Đưa vào tay mày kiểu gì mày chả lấy. Cho mày đấy kiểu gì mày chả. Ôi tôi xin nhá. Cầm cúp đi chạy. Thằng mẹo nào cũng thế luôn. Chả có thằng nào không thế cả. Đấy. Thế thì mẹ tôi chỉ khuyên các ông là các ông đừng tin vào những cái lời đường mật. Bởi vì rất có thể mất ngon thì chết rồi. Mất ngon thì chết rồi. Không có ai mà cho không mình tiền cả đâu. Mình có một cái mục đích gì đó. Có thể hôm nay nó cho công tiền. Hôm nay nó cho công tiền. Nhưng mà ngày mai đổi lại nó cho công thứ gì? Nó cho công nhục nhã ê chề luôn công ạ. Nói công đừng tự ái. Nó cho công nhục nhã ê chề luôn. Đấy. Tôi chỉ khuyên không đúng một câu như thế. Trên đời này đừng tin bất kỳ thằng nào cả. Tin người quá cũng chết, thật thà quá cũng chết, mà dối lừa người khác nhiều quá cũng chết. Nên là nhiều đôi khi sống thật với bản thân mình là một chuyện, nhưng mà thật quá cũng chết. Ai người đã bảo mẹ giàu thì nó ghét đói, rét thì nó khinh, thông minh tìm cách tiêu diệt là như thế. Thì đấy là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Mọi người có cảm nghĩ gì thì cứ comment ở dưới nhé. Mình sẽ phản hồi sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Và đừng quên lịch phát sóng của chương trình Chuyện đời chuyện nghề là vào thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh TikTok kênh nhạc sĩ Đông Trường và Pay cũng như là FB Đông Trường Singer. Đó. Nói như vậy để cho TikTok nó đỡ gõ mà. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại.